Chương 8. Luận đến của cúng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vậy về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Thật, người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài, là chỉ có một Chúa mà thôi là Đức Chúa Giêsu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chẳng được ít gì. Bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kéo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì, nếu có kẻ lương tâm yếu đuối, thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt trước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì, ngươi lấy sự hay biết mình, mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em, mà đấng Christ đã chết thế cho. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương thì là phạm tội cùng đấng Christ. Cho nên, nếu đồ ăn suối anh em tôi vấp phạm thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay, vì muôn vật đều hầu việc Chúa. Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ác tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên giường mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi, vì tôi tìm kiếm các giường mối Chúa. Những kẻ ác rình giết tôi, nhưng tôi chăm chỉ về các chứng cớ Chúa. Tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn, Xong, luật pháp Chúa lấy làm rộng thai. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, chọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răng Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răng ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các dường mối Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà để gìn giữ lời của Chúa. Tôi không xây bỏ mạng lệnh Chúa vì Chúa đã dạy dỗ tôi. Lời Chúa ngọt hỏng tôi dường bao. Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Nhờ duyên mối Chúa, tôi được sự thông sáng. Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Đức Giê-hô-va ơi, tôi bị khổ nạn quá đổi. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhậm lễ lạc ý của miệng tôi và dạy dỗ tôi các mạng lệnh Ngài. Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi, song tôi không lìa bỏ giềng mối Chúa. Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời, vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa luôn luôn và cho đến cuối cùng. Tôi ghét những kẻ hài lòng, nhưng yêu mến luật pháp của Chúa. Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi. Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, để ta giữ điều răng của Đức Chúa Trời ta. Xin Chúa nâng đỡ tôi tùy lời của Chúa hầu cho tôi được sống. Chớ để tôi bị hổ thẹn về sự trông cậy tôi. Xin hãy nâng đỡ tôi thì tôi sẽ được bình an vô sự cũng thường thường chăm chỉ về các luật lệ của Chúa. Chúa từ chối những kẻ lầm lạc luật lệ Chúa, vì mưu trước chúng nó chỉ là sự giả dối mà thôi. Chúa cất bỏ kẻ ác khỏi thế gian như xác bã, nhưng đó tôi yêu mến các chứng cớ của Chúa. Thì tôi rỡn ốc vì sợ hãi Chúa, cũng sợ sự đoán xét của Chúa. Tôi đã làm điều ngay thẳng và công bình chớ phó tôi cho kẻ hà hiếp tôi. Xin Chúa làm đấng bảo lãnh cho kẻ tôi tớ Chúa được phước. Chớ để kẻ kiêu ngạo hà hiếp tôi. Mắt tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi và lời công bình của Chúa. Xin hãy đại kẻ tôi tới Chúa theo sự nhân từ Chúa và dạy tôi các luật lệ Chúa. Tôi là kẻ tôi tớ Chúa. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng để tôi hiểu biết các chứng cớ của Chúa phải thì cho Đức Giê-hô-va làm vì loài người đã phế luật pháp Ngài. nhưng đó tôi yêu mến điều răng Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. Vì vậy, tôi xem các giường mối Chúa về muôn vật là phải. Tôi ghét mọi đường giả dối. Chứng cớ Chúa thật lạ lùng, cho nên lòng tôi giữ lấy. Sự bài giải lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Tôi mở miệng ra thở vì rất mong ước các điều răng Chúa. Xin Chúa hãy xây lại cùng tôi và thương xót tôi, y như thoái thường Chúa đối cùng người yêu mến danh Chúa. Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa, chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi. Xin hãy chuộc tôi khỏi sự hà hiếp của loài người, thì tôi sẽ giữ theo các giường mỗi Chúa. Xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi tới Chúa và dạy tôi các luật lệ Chúa những suối lệ chảy từ mắt tôi bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là công bình. Sự đoán xét của Ngài là ngay thẳng. Chúa lấy sự công bình, sự thành tín mà truyền ra chứng cớ của Chúa. Sự sốt sắng tiêu hao tôi vì kẻ hà hiếp tôi đã quên lời Chúa. Lời Chúa rất là tinh sạch nên kẻ tôi tới Chúa yêu mến lời ấy tôi nhỏ hèn, bị khinh dễ nhưng không quên các giường mối Chúa. Sự công bình Chúa là sự công bình đời đời. Luật pháp Chúa là chân thật. Sự gian trưng và sự sầu khổ áp hãm tôi. dầu vậy, các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích. Chứng cớ Chúa là công bình đời đời. Xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu, thì tôi sẽ được sống. Hỏi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu cầu Ngài xin hãy đáp lại tôi. Tôi sẽ gìn giữ luật lệ Ngài. Tôi đã kêu cầu Chúa, xin hãy cứu tôi, thì tôi sẽ giữ các chứng cớ Chúa. Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu. Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, theo sự nhân từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi. Hãy khiến tôi được sống tùy mạng lệnh Ngài. Những kẻ đeo đuổi sự giữ đến gần, chúng nó cách xa luật pháp của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần, các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời. Xin hãy xem nỗi khổ nạn tôi và giải cứu tôi, vì tôi không quên luật pháp của Chúa. Xin hãy binh vực duyên cớ tôi và chuộc tôi, cũng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa sự cứu rỗi cách xa kẻ ác vì chúng nó không tìm hỏi các luật lệ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài rất lớn. Xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài. Kẻ bắt bớ và kẻ hà hiếp tôi thật nhiều lắm, nhưng tôi không xây bỏ chứng cớ Chúa. Tôi thấy kẻ gian tà bèn gớm ghiếc chúng nó vì chúng nó không giữ lời Chúa xin hãy xem tôi yêu mến giềng mối Chúa dường bao. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến tôi được sống tùy sự nhân từ Ngài. Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật. Các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Những vua Chúa đã bắt bớ tôi vô cớ, song lòng tôi kính sợ lời Chúa. Tôi vui vẻ về lời Chúa khác nào kẻ tìm được mồi lớn. Tôi ghét, tôi ghê sự dối trá, song tôi yêu mến luật pháp Chúa. Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần vì cớ mạng lệnh công bình của Chúa. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài và làm theo các điều răn Ngài. Linh hồn tôi đã gìn giữ chứng cớ Chúa. Tôi yêu mến chứng cớ ấy nhiều lắm tôi có gìn giữ diện mối và chứng cớ Chúa bởi vì đường lối tôi đều ở trước mặt Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng tùy theo lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy giải cứu tôi tùy theo lời Chúa. Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa. Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa vì hết thảy đều răng Chúa là công bình. Nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi vì tôi chọn các giường mối Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Luật pháp Chúa là sự tôi ưa thích. Nguyện linh hồn tôi được sống thì nó sẽ ngợi khen Chúa. Nguyện mạng lệnh Chúa giúp đỡ tôi. Tôi siêu lạc, khác nào con chiên mất xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tới Chúa, vì tôi không quên điều răn của Chúa. Chương 3 Samuel thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt hê -li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. Và bây giờ hê khởi làng mắt, chẳng thấy rõ, có ngày kia, người đang nằm tại chỗ mình quen nằm. Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Samuel nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va là nơi có cái hòm thánh. Bây giờ, Đức Giê-hô-va gọi Samuel. Người thưa rằng, có tôi đây. Đoạn, người chạy đến gần Heli mà rằng, có tôi đây vì ông có kêu tôi. Heli đáp, ta không kêu, hãy ngủ lại đi rồi người đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng, hỡi Samuel. Samuel chổi dậy đi đến cùng Heli mà rằng có tôi đi vì ông đã kêu tôi. Người đáp, hỡi con, ta không có kêu, hãy đi ngủ lại đi. Và Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va, lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người. Đức Giê-hô-va lại gọi Samuel lần thứ ba người chối dậy đi đến gần Heli mà rằng, có tôi đây vì ông đã kêu tôi. Bây giờ Heli hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Samuel rằng, hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, con hãy nói. Hỏi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Vậy, Samuel đi nằm tại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó Gọi như các lần trước. Hỡi Samuel, hỡi Samuel. Samuel thưa, xin hãy phán kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Này, ta sẽ làm ra trong Israel một sự, phàm ai nghe đến lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Heli các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Heli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Samuel nằm ngủ cho đến sáng, đoạn mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va người sợ không dám thuật sự hiện thấy này cho Heli. Nhưng Heli gọi Samuel mà rằng, Samuel hỏi con, người thưa, có tôi đây. Heli nói, Đức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì? Xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu ta một thí chi, trong mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Samuel bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Heli đáp rằng, ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến bê ba -E cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Silo, vì ấy tại Silo mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Samuel khiến cho người biết lời của Ngài. Chương 4 Lời của Samuel được rao truyền cho cả Israel. Israel ra trận đón những người Philippines và đóng trại gần eben e còn người Philippines đóng trại tại a -phét. Dân Philippines dàn trận đánh Israel. Lúc giáp trận, Israel bị dân Philippines đánh bại và giết tại chiến trường, ước 4.000 người. Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói rằng, Cớ sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho dân Philippines đánh bại chúng ta? Chúng ta hãy đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Silo. Phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta. Nó ác sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta. Vậy, dân sự bèn sai những sứ giả đến Silo, từ đó đem về hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ngự giữa các Cherubim. Hai con trai của Heli là Hophni và Phinea đều đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Israel đều reo tiếng vui mừng lớn đến đổi đất phải rúng động. Khi dân Philippines nghe tiếng ấy bèn hỏi rằng, tiếng reo mừng lớn trong trại quân Heberer kia có nghĩa chi? Thì có người thuộc cho chúng hay rằng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân. Dân Philippines bằng sợ vì nói rằng Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân rồi la rằng khốn nạn cho chúng ta thay. Khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy. Khốn nạn cho chúng ta thay Ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng dường kia? ấy là các thần đó đã hành hại dân Ai Cập đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. Hỡi người Philippines, hãy mạnh bạo, hãy nên mặc trượng phu, kẻo các ngươi trở làm tôi mọi dân Hebrew như họ đã làm tôi mọi các ngươi chăng? Khá nên mặc trượng phu và chiến đấu đi. Vậy, dân Philippines chiến đấu và Israel bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình ấy là một sự bại trận lớn lắm. Ba vạn lính bộ trong Israel bị ngã chết. Hòm của Đức Chúa trời bị cướp lấy. Còn hai con trai Heli là Hophni và Phinea đều chết. Một người Benjamin chạy trốn khỏi giặc đến tại Silo nội ngày đó, quần áo rách ra, đầu đóng bụi cát. Khi người ấy đến, Heli đang ngồi trên ghế mình tại bên mé đường, trông đợi cách ấy náy vì lòng Heli run sợ về hòm của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin đó. Cả thành bèn kêu la lên. Heli nghe tiếng la này thì nói, Sự ồn ào này là chi? Tức thì người đó lật đật báo tin cho Heli. vả Heli đã 98 tuổi, mắt đuôi không thể thấy được. Người đó nói cùng Heli rằng, Tôi là người ở chiến trường đến, ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Haley hỏi rằng, hỡi con, đã xảy ra làm sao? Sứ giả tiếp rằng, Israel đã chạy trốn trước mặt dân Philippines, dân sự bị đại bại. Lại, hai con trai của ông là Hopni và Phinea đã chết, và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời, thì Heli ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãi cổ và chết vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. Con dâu người là vợ của Phinena đang có thai gần đẻ. Khi nàng nghe tin về việc cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời cùng hay rằng ông gia và chồng mình đã chết thì thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ. Trong lúc nàng gần chết, các người đàn bà có mặt tại đó nói rằng chớ sợ chi, nàng đã sinh một con trai, nhưng nàng không đáp lại, chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ica-bốt, vì nàng nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa trời, về sự chết của ông gia và chồng mình. Nàng lại tiếp: thật, sự vinh hiển của Israel đã mất rồi, vì hòm của Đức Chúa trời đã bị cướp lấy